Một thông tin mới đây đang làm rúng động cộng đồng mạng hải ngoại. Một cư dân mạng đã sử dụng một hãng hàng không của Việt Nam cho biết anh rất ấn tượng với cách phục vụ của các tiếp viên Việt Nam. Nhưng tại đây, một cư dân mạng Trung Quốc đã phản ứng với thái độ quá khích. Anh so sánh tiếp viên hàng không Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời chỉ trích cư dân mạng ở nước ngoài. Tuy nhiên, không chỉ người Trung Quốc mới có kinh nghiệm làm tiếp viên hàng không Trung Quốc trong thời đại toàn cầu. Ngay lập tức sau vô số lời chỉ trích và phản bác của cư dân mạng, sự thiếu kỹ năng của người dân Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn. Khi virus corona giảm bớt, các chuyến du lịch nước ngoài lại tiếp tục. Nhiều người đang dành thời gian để chuẩn bị cho việc đi đến quốc gia nào. Có rất nhiều yếu tố quan trọng trong chuyến du lịch như du lịch ăn ở, ăn uống ở các điểm du lịch nước ngoài, nhưng một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất chính là đi máy bay. Từ quá trình rời hành trình đến chuyến bay trở về, nếu sự bắt đầu và kết thúc của một chuyến đi bị lộn xộn, toàn bộ chuyến đi nước ngoài có thể là một cơn ác mộng. Vì vậy, thái độ và cách phục vụ của tiếp viên trên máy bay đóng một phần không nhỏ trong việc đánh giá tốt hay xấu của một chuyến đi. Trong số nhiều hãng hàng không trên thế giới, tiếp viên hàng không ở Việt Nam được biết đến là người cung cấp dịch vụ tốt nhất. Các hãng hàng không Việt Nam và Vietjet Air được nhiều du khách nước ngoài ghé thăm, có danh tiếng cung cấp dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Trong một cộng đồng mạng ở nước ngoài, một người nước ngoài mới đến thăm Việt Nam đã để lại bài đăng về dịch vụ của hãng hàng không và tiếp viên, điều này đã trở thành một chủ đề nóng. Ngay từ đầu, anh chàng đã thu hút sự chú ý của các cư dân mạng khác bằng câu nói, dịch vụ của tiếp viên hàng không ở Việt Nam quá vượt trội đến mức gây sốc. Các tiếp viên Việt Nam không gặp vấn đề gì khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Tiếp viên hàng không Việt Nam nói nhiều từ dễ hơn và đa dạng hơn tôi, vốn là người nói tiếng Anh nên tôi tưởng họ là người Mỹ. Nhờ kỹ năng giao tiếp tuyệt vời của tiếp viên, ngay cả khi tôi không thể giải thích chính xác về dịch vụ mà tôi muốn, các tiếp viên hàng không Việt Nam đã giải quyết những gì tôi cần. Các tiếp viên hàng không Việt Nam trả lời dễ dàng và chính xác ngay cả với hành khách Trung Quốc sử dụng hỗn hợp tiếng Anh và tiếng Trung, và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những người Trung Quốc ồn ào hài lòng. Bằng cách này, anh ấy nói rằng anh ấy đã trải nghiệm một chuyến bay thoải mái không khác mấy so với bay với hãng hàng không của nước mình. Đặc biệt trong bài đăng, anh còn thổ lộ rằng anh lo lắng rằng có một vụ tai nạn hàng không vì một hành khách thô lỗ trên máy bay. Tuy nhiên, nhờ phản hồi nhanh của tiếp viên Việt Nam nên không có vấn đề gì xảy ra. Một hành khách Trung Đông bất ngờ đứng dậy khỏi ghế và lớn giọng như thể có điều gì đó không thoải mái. Tôi đã từng nghĩ đến một tai nạn nghiêm trọng sắp xảy ra, nhưng các tiếp viên Việt Nam đã hành động dứt khoát như thể họ đã được huấn luyện đầy đủ. Nếu đó là một tiếp viên hàng không mới vào nghề, nó sẽ dẫn đến một tai nạn thực sự, và hành động của họ hoàn toàn hoàn hảo. Theo anh đã có chuyến bay tốt nhất mà một hãng hàng không có thể cung cấp, từ đội ngũ tiếp viên Việt Nam đến dịch vụ hoàn hảo và chuyến bay an toàn. Trên thực tế, các tiếp viên hàng không Việt Nam đang kiên quyết đối phó với bạo lực bằng cách không chỉ cung cấp dịch vụ khách hàng theo yêu cầu mà còn hoàn thành khóa đào tạo cơ bản về ngăn chặn khủng bố. Các hãng hàng không Việt Nam đang tạo ra một môi trường bay hoàn hảo hơn bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và thiết bị thực hành để truy bắt hành khách bạo lực. Tuy nhiên, bài đăng của cư dân mạng này, vốn là một trải nghiệm hay về Việt Nam, có thể thấy thường xuyên, đã trở thành một mớ hỗn độn với một bình luận quá khích của một người Trung Quốc. Người Trung Quốc đã đưa ra những nhận xét gay gắt rằng các tiếp viên hàng không Trung Quốc của Air China và China Eastern về cơ bản là vượt trội và trình độ phục vụ của tiếp viên Việt Nam kém xa so với người Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn không ngần ngại chế giễu rằng tiếng Anh của tiếp viên Việt Nam không phải hành khách nào cũng hiểu, vì người Việt Nam phát âm kém nhất so với Trung Quốc, quốc gia nói tiếng Anh tốt nhất trong số các nước không nói tiếng Anh. Khi cư dân mạng Trung Quốc nói những điều vô lý, cư dân mạng nước ngoài đã tỏ ra phẫn nộ. Vấn đề phát âm tiếng Anh là tệ nhất ở Trung Quốc. Tôi vẫn nhớ anh chàng tiếp viên hàng không người Trung Quốc đã mang theo khăn khi anh ta nói rằng anh ta muốn vào nhà vệ sinh. Việc phát âm tiếng Anh kém của người Trung Quốc thực sự không phải là vấn đề đối với tôi. Nhưng họ thậm chí còn không có hướng dẫn sử dụng dịch vụ cơ bản, vì vậy họ cung cấp cho bạn những thứ không giống như những gì tôi yêu cầu. Tôi đã trải nghiệm sự phục vụ khủng khiếp từ các tiếp viên hàng không Trung Quốc cách đây vài năm. Nếu bạn chuẩn bị đi Trung Quốc, chắc chắn chuyển máy bay Vietnam Airlines tại Hà Nội là lựa chọn tốt nhất. Sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích từ nhiều cư dân mạng nước ngoài, cư dân mạng Trung Quốc biến mất không tăm hơi và cuộc tranh cãi lắng xuống. Ngoài ra, một số cư dân mạng Trung Quốc khi chứng kiến cuộc tranh cãi về chất lượng phục vụ giữa các tiếp viên hàng không Việt Nam và Trung Quốc đã rất sốc khi tự nhận thấy sự khác biệt. So với trải nghiệm dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam, chất lượng dịch vụ của các hãng hàng không Trung Quốc quá kém. Trên thực tế, nếu nhìn vào trường hợp của các tiếp viên hàng không Trung Quốc, việc họ vẫn điều hành các hãng hàng không là một điều kỳ diệu.
Ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, nếu một tiếp viên uống rượu và ngủ gật trong chuyến bay, không chỉ bị đuổi việc mà còn đòi bồi thường thiệt hại là lẽ thường tình. Tuy nhiên, một tiếp viên hàng không người Trung Quốc đã nhiều lần bay trong tình trạng say rượu, kết thúc bằng lời cảnh cáo đơn giản, nhưng tranh cãi ngày càng leo thang và chủ tịch hãng hàng không thậm chí đã đưa ra lời xin lỗi. Hơn nữa, họ thậm chí còn xóa các hướng dẫn sử dụng dịch vụ tiêu chuẩn, nhấn mạnh rằng các tiếp viên hàng không nên đoán trước những gì khách hàng thực sự muốn. Bằng cách này, họ đang tiến hành một chương trình giáo dục sẽ gây sốc cho hành khách. Một số hãng hàng không giá rẻ của Trung Quốc đang gây tranh cãi khi không tự nhận các khiếu nại về dịch vụ. Đó là lý do tại sao du khách nước ngoài tẩy chay các hãng hàng không Trung Quốc là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, vấn đề cơ bản là kỹ năng tiếng Anh của người Trung Quốc. Giao tiếp là điều tối quan trọng đối với các tiếp viên hàng không, những người giải quyết vấn đề an toàn và tính mạng của hành khách, nhưng các tiếp viên Trung Quốc thiếu kỹ năng tiếng Anh cơ bản cũng như phát âm tiếng Anh, gây ra sự bất tiện nghiêm trọng. Giọng nói lớn độc đáo và trình độ tiếng Anh kém của người Trung Quốc xếp thứ 98 trên 112 quốc gia về đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh trên thế giới. Dù bạn dùng những từ đơn giản thì cách giao tiếp cũng phải chính xác, nhưng điều này là không thể, vì vậy đối phó với tiếp viên hàng không Trung Quốc chỉ có thể làm bạn đau đầu mà thôi. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho các hãng hàng không Trung Quốc thuê tiếp viên Việt Nam khi khai thác các đường bay nước ngoài. Trên thực tế, chỉ có người Trung Quốc phủ nhận chất lượng phục vụ kém của các tiếp viên hàng không Trung Quốc, và đó là một sự thật mà hành khách và các quan chức hàng không trên thế giới đều biết. Do đó, ngay cả những sinh viên có ước mơ trở thành tiếp viên hàng không ở Trung Quốc cũng đi du học ở Việt Nam. Một số người trong số họ thậm chí còn nói rằng họ quyết định làm việc với một hãng hàng không Việt Nam thay vì một hãng hàng không Trung Quốc. Vị trí số 1 trong ngành thì ai cũng biết mà không cần nói cũng biết. Khi khóa du lịch thế giới được dỡ bỏ một lần nữa, ngành hàng không đang vén lên những đám mây đen. Chúng tôi sẽ ủng hộ tương lai tươi sáng của người lao động ngành hàng không Việt Nam. Video hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn vì đã xem.